Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Phong thủy Gia Cát xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 năm Mạng. Ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của Giáp Tý đã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bởi vậy khi lớn lên họ ý thức được ước mơ, hoài bão và những dự định trong cuộc đời của mình rất sớm. May mắn là họ nhận được sự động viên từ gia đình cho nên càng mạnh mẽ trên con đường tiến thân sau này. Hãy cùng với chúng tôi Phong thủy Gia Cát theo dõi vận trình của năm Mạng Giáp Tý sinh năm 1984 qua những phân tích cụ thể sau đây. Xin mời tất cả quý vị. Gia chủ Giáp Tý sinh năm 1984 năm Mạng có cung mệnh thuộc cung Trấn, Trực Bế, Mạng Hải Trung Kim, Vàng Dưới Biển, Khắc Bình Địa Mộc, con nhà Bạch Đế Phú Quý, xương con chuột, tướng tinh con chó sói, ông con đế độ mạng. Tử vi chọn đời năm Mạng Giáp Tý có thể được khái quát thông qua bài thơ sau. Luận xem số mạng tuổi này, Giáp Tý số cực chịu nhiều nổi trôi, ly hương tổ quán xứ xa, anh em cô bác ai giàu nấy ai. Lỗi sinh phải chịu bơ vơ, cực nhọc lo lắng tại giờ sinh ra. Số người chết hụt nhiều lần, người nào thất đức phải xa ngục hình. Tu nhân tích đức hiển vinh, rồi bị tai nạn thánh thần độ cho. Số này hậu vận mới no, tiền vận làm có của kho chẳng còn. Tổng quan, ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của Giáp Tý đã gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. Bởi vậy khi lớn lên, họ ý thức được ước mơ hoài bão và những dự định trong cuộc đời của mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, nhưng những người này chưa bao giờ chán nản bỏ cuộc. Họ xem gia đình là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh giúp họ vươn tới thành công. Thông minh sắc sảo, ý chí hơn người, tuy nhiên vận may lại không mỉm cười với Giáp Tý. Bởi vậy, phải ngoài 40 tuổi những người này mới xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuy trong cuộc đời gặp nhiều trắc trở, nhưng Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn, khổ cực. Tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung, lạc quan phơi phới và có niềm tin vào tương lai tươi sáng ở phía trước. Để kích hoạt vận trình của bản mệnh trở nên may mắn và suôn sẻ hơn, Phong thủy Gia Cát khuyên nam mạng Giáp Tý sinh năm 1984 nên sử dụng vòng tam hợp quý thần, thân tí thìn như bùa hộ mệnh bên mình. Trong phong thủy, tam hợp quý nhân chính là yếu tố quan trọng trong 12 con giáp. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong ngũ hành hóa khí đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, giúp hóa sát cải vận. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long hay gỗ huyết rồng là vua của các loại gỗ. Có khả năng thấu quang, có nghĩa là ánh sáng có thể xuyên qua, có mùi thơm đặc biệt, không bị phai mùi theo thời gian. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp với 3 viên đá mã não màu đỏ, bên trên có khắc hình tượng linh vật quý nhân tam hợp, thân, tí, thìn. Hình tượng này có ý nghĩa chiêu mời quý thần trợ lực, thâu thu tài lộc. Hơn nữa, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hữu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên, vì dành nhiều thời gian để tập trung phát triển sự nghiệp, nên tình yêu của những người tuổi Giáp Tý thường đến khá muộn. Họ hiếm khi rung động, cảm nắng với những người mới gặp gỡ. Tình yêu của Giáp Tý phải được xây dựng dựa trên mối quan hệ gắn bó lâu dài trước đó. Khi yêu, những người này luôn cần sự quan tâm, thấu hiểu của đối phương. Dù có lúc họ rất bận rộn trong công việc, ít dành thời gian quan tâm đến những người mình yêu thương, nhưng họ là người rất chân thành và chung thủy. Tuổi Giáp Tý sinh vào tháng 1, 5, 6, 9, 11, 12 âm lịch, đường tình duyên không mấy thuận lợi, đôi lúc gặp phải thất bại trong chuyện tình cảm. Những người tuổi Giáp Tý sinh vào tháng này cần phải học cách trân trọng tình yêu và những gì mình đang có, nếu không sau này sẽ phải tiếc nuối. Tuổi Giáp Tý sinh vào các tháng 2, 7, 10, 11 và 12 âm lịch, tình yêu hòa hợp, hạnh phúc là điều mà những người này mong muốn. Tuy nhiên đôi lúc họ lại không biết cân bằng giữa công việc và những mối quan hệ cá nhân, khiến cho đối phương cảm thấy nhàm chán. Tuổi Giáp Tý sinh vào tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch, sớm tìm được ý trung nhân của cuộc đời, xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, gia đạo, công danh. Càng trưởng thành, đường công danh càng sáng tỏ, rộng mở và có nhiều tiến triển tốt đẹp. Tuy nhiên thành công thường chỉ đến trong phút chốc, chưa duy trì được lâu thì lại khó khăn ập đến. Trong cuộc đời, ngoài tuổi 40,
người tuổi Giáp Tý mới gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân mình, có khó khăn sẽ gặp được quý nhân phù trợ và giúp đỡ. Giáp Tý giỏi trong công việc kiếm tiền nhưng lại không biết chi tiêu hợp lý, bởi vậy đôi khi rơi vào cảnh thiếu thốn phải đi vay mượn. Nhìn chung, công danh sự nghiệp trong cuộc đời của nam mạng tuổi Giáp Tý ban đầu có nhiều thăng trầm, về sau mới có thể phát triển ổn định. Gia đạo êm ấm, có truyền thống tốt đẹp để lại cho con cháu. Tuy nhiên, đôi lúc gia đình cũng xảy ra mâu thuẫn căng thẳng, cần phải biết cách dĩ hòa vi quý, hòa hợp, giữ gìn mối quan hệ thân thiết trong gia đình. Tuổi hợp làm ăn. Tuổi Giáp Tý là những người chăm chỉ, cần cù và sáng tạo trong công việc. Khi làm việc, họ luôn giữ được phong độ và sự tập trung của mình, không có bất kỳ điều gì có thể phân tán tư tưởng của những người này. Giáp Tý hợp làm ăn với những người tuổi Nhâm Thân, Giáp Tý, Kỷ Tỵ, Bính Dần, Canh Ngọ. Hợp tác với những người này nhất định sẽ đạt được hiệu quả cao và gặt hái được thành công. Lựa chọn vợ chồng. Tuổi Giáp Tý kết hợp với tuổi Quý Hợi, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Bính Dần, Giáp Tý thì cuộc sống sẽ sung sướng đủ đầy, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Kết duyên với tuổi Canh Thìn, Mậu Thìn, Nhâm Tuất, Nhâm Thân, cuộc sống ổn định, tình cảm vợ chồng gắn bó khăng khít thủy chung. Tuy nhiên nhiều lúc vẫn gặp khó khăn thiếu thốn, nhưng đổi lại, gia đình lúc nào cũng thuận hòa. Kết duyên với tuổi Bính Tý, Tân Mùi, Ất Sửu, mối quan hệ vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn cãi vã. Vì vậy, khi kết hôn với những tuổi này, Giáp Tý cần phải biết nhường nhịn, lắng nghe và chia sẻ thì mới có thể hạnh phúc dài lâu. Trong cuộc đời, Giáp Tý không nên kết hôn vào độ tuổi 19, 21, 27, 33, 39. Bởi trong thời gian này, bản mệnh không gặp nhiều may mắn, nếu tiến hành cưới xin ăn hỏi sẽ ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống hôn nhân sau này. Nam mạng tuổi Giáp Tý là những người chân thành nhưng lại nhút nhát trong tình yêu. Họ vụng về trong việc thể hiện tình cảm của mình đối với đối phương. Thế nhưng sự vụng về thật thà ấy lại khiến cho họ có sức hút hơn trong mắt của nhiều người. Tuổi Giáp Tý sinh vào các tháng 1, 5, 6, 9, 11 và 12 âm lịch sẽ có đời sống tình cảm phong phú, phải trải qua nhiều cuộc tình mới có thể tìm kiếm cho mình người bạn đời phù hợp. Tuổi Đại Kỵ. Tuổi Giáp Tý đại kỵ với những người tuổi Tân Dậu, Đinh Mão, Quý Hợi, Kỷ Mão. Nếu như kết hôn hay hợp tác làm ăn với những người tuổi này thì cuộc sống sẽ không mấy thuận lợi. Tuy nhiên sự khó khăn ấy sẽ có thể khắc phục được nếu như cả hai bên đều cố gắng nỗ lực và phấn đấu. Năm khó khăn nhất trong cuộc đời ở độ tuổi 20, 24, 25, 29 và 30, Giáp Tý phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn không thể tự mình giải quyết. Sức khỏe từ đó bị ảnh hưởng, thường xuyên căng thẳng và chán nản. Tuy nhiên nếu kiên trì vượt qua và tìm đến sự giúp đỡ của mọi người, khó khăn sẽ nhanh chóng được giải quyết. Bên cạnh đó, bản mệnh có thể đem theo Bát Bảo Tâm Kinh để nương nhờ sức mạnh của Phật Pháp, giúp vận thế luôn được yên ổn, bình an. Đây chính là pháp bảo hàng đầu của nhà Phật, thân chủ mang theo sẽ như có Phật chở che, độ mạng, làm gì cũng được hanh thông, thuận lợi. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là 8 pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường mỗi khi ngày giáng thế. Bát bảo là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi thỉnh kinh ở Tây Thiên, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, tuổi Giáp Tý là những người làm việc rất chăm chỉ, cần cù nhưng nhiều khi kết quả lại không được như ý muốn. Do đó có thể do phương pháp làm việc chưa hiệu quả hoặc may mắn chưa mỉm cười. Nếu muốn công việc diễn ra suôn sẻ thuận lợi và gặp nhiều may mắn hơn, nam mạng Giáp Tý nên xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ, diễn biến từng năm, từ 20 tuổi đến 25 tuổi. Trong khoảng thời gian này, nam mạng tuổi Giáp Tý có nhiều lựa chọn hướng đi cho con đường phát triển sự nghiệp của mình. Bạn cần phải tỉnh táo, sáng suốt để đưa ra quyết định chắc chắn và chính xác. Từ 26 đến 30 tuổi, công việc vẫn duy trì bình thường, khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Cung tình duyên gặp nhiều may mắn thuận lợi,
đôi lứa yêu nhau say đắm và hạnh phúc. Đây là khoảng thời gian rất thích hợp để Giáp Tý xây dựng cuộc sống hôn nhân. Từ 31 đến 35 tuổi, có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, tạo dựng danh tiếng cho bản thân. Từ 36 tuổi đến 42 tuổi, có cơ hội gặp gỡ và tạo dựng nhiều mối quan hệ. Đi tới đâu cũng được bạn bè, mọi người yêu quý và tin tưởng, công việc nhờ đó mà thuận lợi. Đây là khoảng thời gian phát triển những mối quan hệ trong xã hội. Từ 43 đến 44 tuổi, 43 tuổi sức khỏe bị giảm sút, không nên làm việc quá sức. Trong cuộc đời Giáp Tý đây có lẽ chính là 2 năm khó khăn gian khổ nhất, công việc gặp phải khó khăn trục trặc bất lợi, tâm trạng thường xuyên rơi vào căng thẳng, bởi vậy mối quan hệ vợ chồng cũng có phần rạn nứt. Từ 47 đến 50 tuổi, có nhiều biến động, chú ý các vấn đề về sức khỏe, gia đình công việc sẽ có sự thay đổi. Thời gian này Giáp Tý cần dĩ hòa vi quý, tránh xung đột với người thân trong gia đình. Tuổi 47 có nhiều cơ hội để phát triển công việc, nếu có dự định đầu tư, kinh doanh, bất động sản, hãy cứ mạnh dạn thực hiện, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả cao. Từ 51 đến 55 tuổi, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống đầy đủ tiện nghi, không lo thiếu thốn. Trong giai đoạn này, dù có gặp phải khó khăn, nhưng Giáp Tý chỉ cần thông minh, khéo léo một chút, có thể thay đổi tình thế, biến bại thành thắng. Từ 56 đến 60 tuổi, may mắn hưởng lộc của ông bà tổ tiên để lại, có cuộc sống bình yên, an nhàn, không lo thiếu thốn, sức khỏe ổn định, cần duy trì chế độ nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý, gia đình có nhiều niềm vui mới, con cái đỗ đạt cao sang, hiếu thảo với bố mẹ. Thưa quý vị, tử vi là một trong những cách gần như giúp mọi người có thể tiên đoán được cũng như là dự liệu trước tương lai, sự nghiệp của mình. Có thể những suy đoán dựa trên tử vi không bao giờ được chính xác tuyệt đối với tất cả mọi người, nhưng tính tương đồng của chúng là rất lớn. Vì vậy, mong rằng quý vị gia chủ đón xem một cách hoan hỷ và có được sự chuẩn bị cho bản thân trong tương lai. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc, vạn sự như ý.